chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ làm món mận nắc siêu cay ngọt. Bây giờ hôm nay nhà mình mua mận về nhưng mà mận rất là chua, mình không thể ăn được, nên bây giờ mình sẽ làm món mận nắc siêu cay ngọt. Các bạn hãy đón xem mình nhé. Bây giờ mình sẽ thái mận. Khi đã thái xong, bây giờ mình sẽ cho vào cái lọ ạ. Đây là muối ngọc yến, còn đây là bột ớt, còn đây là đường. Bây giờ mình sẽ cho đường vào trong đây. Mình đang cho bột ớt mới xúc đi các bạn. Hãy
đống nắp vào các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ nắp. Mình đã nắp xong các bạn. Mình đã nắp xong. Bây giờ mình sẽ lầm ra. Mình nên lầm với các bạn. Mình đã làm xong rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đổ ra đĩa. Wow, nhìn ngon lắm các bạn. Mình đã đổ cái này xong rồi các bạn ạ. Đổ ra đĩa xong rồi. Bây giờ mình sẽ ăn. Mời các bạn ăn nha. Ngon lắm các bạn. Vừa ngon, vừa chua, vừa ngọt các bạn. Các bạn nhìn này. Đấy, rất là ngon các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ ăn. Tuyệt vời. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Với mình đã ăn xong rồi. Hẹn các bạn vào video lần sau. Các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.